Thanh Bình. Rất tuyệt vời. 2-0 cho đội Thanh Bình. Và đó là pha ghi bàn của, tôi không rõ là ai nhưng không quan trọng điều đó quá, bởi vì Thành phố Hồ Chí Minh đã có điều họ mong muốn, bàn thắng cân bằng tỷ số. Và với bàn thắng này thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có một điểm trong trận đấu quan trọng này. Điều đó cũng đồng nghĩa là họ sẽ duy trì được khoảng cách với Hà Nội. Người ghi bàn là Công Thành. Và các bạn hãy nhớ ngày hôm nay là ngày sinh nhật của anh ấy. Công Thành đã có một ngày sinh nhật cực kỳ đáng nhớ khi đã có một bàn thắng đẹp. Và quan trọng hơn, nó mang lại một điểm vô cùng quý giá cho Thành phố Hồ Chí Minh trong trận đấu ngày hôm nay. Trận đấu của những bàn thắng đẹp, của những pha bóng hấp dẫn, của những thẻ đỏ. Một sinh nhật không thể tuyệt vời hơn với hậu vệ trái của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Pha lắc đầu quá ngọt, và đây là khuôn mặt thất thần của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm.